Theo đó, nhiều tuyến đường đã được duy tu, bảo dưỡng cầu đường với tổng chi phí ứng trước là 2 tỷ đồng từ nguồn vốn bão lũ. Bên cạnh đó, nhân, vật lực, phương tiện được huy động tối đa nhằm khắc phục đảm bảo an toàn giao thông tạm thời để vận chuyển lương thực, thực phẩm, giống, cây trồng và ổn định dân sinh vùng bão, lũ, trong đó tập trung ưu tiên vùng trọng điểm, miền núi, vùng bị ảnh hưởng thiên tai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam kiến nghị khẩn cấp với chính phủ hỗ trợ kinh phí để khắc phục giao thông bước 1 mà trọng tâm là các tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường tỉnh, lộ ngay trong tháng 10 và tháng 11 này. Riêng các tuyến đường huyện, đường giao thông nông thôn, đường dân sinh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ cân đối từ nguồn quỹ bảo trì đường bộ của tỉnh để nhanh chóng khắc phục, bảo đảm giao thông trước Tết Dương lịch 2014.